Rồi, hôm nay dẫn tép vô thăm chuồng heo của ba nha. Hello, chào tép. Hello, chào tép. Ơi. Cái gì vậy con? Thôi đứng vậy nè, cái đó dơ nè. Ui, miễn nè, đứng tay con. Đứng về nè, vô coi mấy em nè. Mấy em dễ thương đâu rồi. Đứng vậy chứ. Đứng vậy vô coi nè. Hả? Thôi khá đứng. Lẹ, ba đi vô ạ. Mau lên. Đây. Hè, thấy em dễ thương không? Đâu, tép đếm thương mấy con vậy? Mấy con, đếm kỹ chưa? Mấy con. Đây, bà thấy nè. À, hôm nay cho ăn rau muống đi. À, ta phải vô cho ăn đi. Đó, kêu mấy em nhỏ lại ăn kìa. Em nhỏ không biết ăn rau, em nhỏ mới chỉ biết uống sữa thôi. Vậy đó hả? Nhỏ biết ăn rau rồi đó. Chưa. À, hôm nay cũng biết ăn rồi nha, bữa nào biết ăn rau rồi nha. Xè heo. Ừ. Thì nhỏ thì... Trời ơi con làm đấy đó, em sợ em chạy rồi đó. Đấy. Đấy. Không biết rồi. Từ từ thôi. Rồi, đưa. Đấy. Con đưa vô con đừng có chọi vậy. Đưa vô nhẹ nhàng á cho em lại heo lại ăn. Nhẹ nhàng thôi. Đưa vô. Đúng rồi, kêu lại. Ẹt lại lại à. Đó nè, thấy không? Nghe măng nè, ăn đi. Đó. Đó, ăn rau muống rồi đó. Hôm nay biết ăn rồi nghe. Ăn rau cũng liếm láp được rồi đó. Hôm nay là cũng hôm nay đúng một tháng luôn rồi. Rồi vậy là cho ăn dặm cũng được rồi. Ăn được rồi. Con ăn đi heo. Này. Này đi thăm chuồng heo mà có tép đi vô cho heo ăn với ba nữa. Nè. Nè, bà hỏi nè, đi vô cho heo ăn với ba có vui không? Vui. Hả? Vui hả? Vậy mới mốt ba cho đi heo với ba nữa hen. Dạ. Rồi. Nuôi heo này mới mốt bán kiếm tiền mua sữa cho tép uống nghe. Rồi, tép gắn nuôi heo đi, giờ bữa ba bán có tiền mua sữa cho tép uống. Chịu không? Dạ con ốc kìa. Ờ ba thấy rồi. Nè. Hết rồi hả? Ồ giỏi với chèn mới đây cho heo ăn hết rồi. Cái chừng bị kiến cắn đó nghe. Này. Bắt đầu từ đây là cho heo ăn dặm thức ăn nè. Cháo cơm nè. Heo này cũng dễ nuôi nha. Nó lớn cũng ăn cơm đồ được rồi. Ăn cặn đồ cặn sạch nha. Chứ còn nhỏ mà ăn cặn mà lâu ngày qua ngày là nó dễ bị đau bụng lắm. Này, rau là chỉ cho ăn kèm thôi, ăn ít thôi, ăn nhiều cũng bị đau bụng nữa. Đây, tép thích đi câu cá không hay nuôi heo hả? Này, bữa nay cho ăn rau muống. Rau muống cho ăn ít thôi. Rau muống ăn mà bụng yếu chưa quen nữa là rất dễ đau bụng. Rồi, nó con nhỏ gì đâu hết rồi. Sao con? Nó con nhỏ gì đâu hết rồi. Gà hả? Chút 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 chút. Đây, nhà sim nè, gà đâu rồi, kêu ơi. Chút 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 chút. Con gà vô nhà con heo đi đó.
Đâu con? Ờ, kêu gà lại cho ăn. Con thích kìa. Con kêu heo, con thích ẩm heo không? Hả? Cái mũi con heo kìa. Ê, đi ra. Rồi, thôi bye bye này, vô bye bye mấy em heo này đi, mình về ha. Bye bye. Kêu bye đi. Bye bye. Bye bye con heo nhỏ. Ồ, chị về, mai chị về, hôm nào rảnh chị vô thăm nghe. Rồi thôi bye bye, bye bye cả nhà.